Kính thưa các thành viên đoàn hành hương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang có mặt tại khu tháp có tên là Kesariya. Tháp này được đặt tên địa danh. Thì từ đây đó đến Vesali, nơi mà Đức Phật nhập mùa an cư cuối cùng ở tuổi 80, là khoảng 55 đến 60 cây số. Thì sau khi hoàn tất cái mùa an cư đó, thì Đức Phật trước đó 3 tháng đã tuyên bố Ngài sẽ nhập Niết Bàn ở Kusinaga. Từ Kusinaga đến đây đó thì nó khoảng 170 cây số. Và Đức Phật là đi bộ từ Vesali. Lát nữa chiều ra chúng ta sẽ tham quan. Thì tới đây đó thì hàng ngàn người đó, vì thương kính Đức Phật và thấy rất rõ là cái thời gian gần gũi bậc đạo sư vĩ đại đó nó chỉ còn có 90 ngày thôi, cho nên họ tận dụng cái thời gian đó họ đi theo Đức Phật để nghe thuyết giảng. Thì tới đây đó Đức Phật thấy đông quá, Đức Phật mới dừng xuống để thuyết giảng và khuyên mọi người hãy quay trở về, đừng vì cái sự ra đi của Đức Phật mà họ phải bỏ công ăn việc làm rồi mất thời giờ đi theo. Và để làm công việc mà cho họ dừng lại thì Đức Phật mới tặng cái chiếc bát hành khắc của Ngài đó để cho dân làng ở Kesariya này. Thì dựa vào cái điển tích đó đó, vào năm 250 trước Tây lịch, tức là khoảng gần 300 năm Đức Phật qua đời, thì vua Asoka mới xây lên cái tháp. Mà dĩ nhiên tháp lúc đó nó không có lớn như bây giờ. Rồi đến thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đó, vị vua triều đại Gupta đó mới xây to lớn như chúng ta nhìn thấy hiện nay. Như vậy là cái tháp này đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 trong thời của Đức Phật đó, nó chỉ là một cái đồi nhỏ nhỏ thôi để đặt cái bát của Đức Phật tại đó. Rồi đến giai đoạn thứ 3 là thế kỷ thứ 5 đó, thì chúng ta mới thấy nó to lớn như thế này. Tháp này đó nó đã trải qua 2 lần bị động đất, cho nên là cái chiều cao bây giờ nó khoảng là 38 mét thôi. Còn chiều cao nguyên thủy cái đó là 45 mét, tượng trưng cho 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật. Đường kính của tháp này đó là 124 mét đó. Rồi cái đường vòng tròn của tháp đó, tức là chu vi đó, thì nó gồm có 426 mét. Thì đây là cái tháp tròn được xem là có đường kính lớn nhất ở tại Ấn Độ, và là cái tháp mà còn nguyên vẹn đó, có cái hình nón. Quý vị nhìn thấy bụi thời gian bám vào các cái ngóc quách của tháp làm cho chúng ta có cảm giác như là một cái quả đồi hình cái nón lá ngược, chứ thực ra nó là cái tháp. Thì cái công trình này đó lần đầu tiên được khai quật vào năm 1861 và 62. Thì lúc đó thì khai quật nó rất là đơn giản thôi. Rồi sau đó đó là chính phủ Anh đó cũng bỏ quên. Rồi đến năm 1998 thì chính phủ Ấn Độ đó mới tiếp tục khai quật thêm, đào ra thêm cái khoảng này. Thì bây giờ ta chừa lại đó là khoảng là một phân nửa tự nhiên, để cho chúng ta nhìn thấy cỏ rồi đất bám lên là cây mọc lên. Cái trước cái thời kỳ mà khai quật đó nó là như vậy. Còn gần như là 6/10 đó ở phía tay trái này đó thì người ta mới khai quật ra, ta đào cát ra hết, giữ lại cái quy diện của tháp. Như vậy thì tháp này là cái tính nguyên thủy của nó rất là cao. Hiện nay thì tháp này được liệt vào di tích lịch sử cấp quốc gia của Ấn Độ, nhưng mà họ chưa nộp hồ sơ lên UNESCO để là công bố là di sản văn hóa thế giới. Mà lẽ ra nó rất là xứng đáng, vì vị thấy là tồn tại ít nhất là 15 thế kỷ. Và đây là cái tháp nguyên thủy. Ai đã từng đi Borobudur ở Indonesia hoặc là Sewido đó, thì vị sẽ thấy là cái mô hình của tháp đó là mô phỏng từ cái tháp gốc này. Đây là mô hình đó là mandala. Mandala nếu quý vị là dùng cái flycam quay từ bên trên xuống thì chúng ta sẽ thấy cái đồ hình mandala nó rất là rõ ràng. Đó thì bên dưới đó thì chúng ta thấy là nó có 5 cái tầng. Mỗi một tầng nó có những cái góc cách. Những cái góc cạnh đó, thì mỗi góc cạnh đó đó là đặt một tượng Phật, hoặc là tư thế xúc địa, hoặc là tư thế thiền định, hoặc là tư thế chuyển pháp luân.
Hồi giáo vào cuối thế kỷ 2 tới đây đó thì họ tàn phá cái tháp này, ta đập cái phần phía trên, đập các cái mỹ thuật xung quanh, cho nên mình không thấy được cái hình tượng của nó. Nếu mà 45 mét mà còn nguyên đó thì chắc chắn là cái tháp này là cái tháp duy nhất có cái biểu tượng 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật, về mỹ thuật rất là đặc sắc. Còn các tượng Phật thì họ đập phá đầu, đập phá tay, đập phá chân, có khi là đập nát hết đó. Thì chắc chắn nếu chúng ta tiếp tục khai quật cái phần 4, phần 10 còn lại đó ở bên phía tay phải, lấy hết đất cát bụi thời gian ra, thì chúng ta sẽ thấy một cái quả tháp rất là đẹp với đồ hình mandala của Phật giáo Mật Tông. Và cái ảnh hưởng của Mật Tông đối với tháp này rất là lớn. Thì khi đến viếng cái tháp này đó, chúng ta rút ra một số bài học sau đây. Thứ nhất, về phương diện tôn kính đó, thì ngoài cây bồ đề được xem là biểu tượng hiện hữu của Đức Phật, thờ cây bồ đề như là thờ Đức Phật, thì việc thờ chiếc bát của Đức Phật đó, ở trong nền văn hóa Ấn Độ được xem như là thờ sự nhập thế của Đức Phật. Vì Đức Phật lấy cái cớ đi hành khất mỗi ngày để gặp các cái nhóm nhỏ quần chúng, lúc đầu là cảm tình duyên, sau đó giúp họ trở thành Phật tử. Và nhờ cái con đường hành khất đó mà đạo Phật lan tỏa rất là nhanh. Cho nên việc thờ cái chiếc bát nó có ý nghĩa quan trọng như trên. Do đó, đó là tăng ni muốn trường đạo thì phải năng động nhập thế, tức là đi vào các cái hoạt động xã hội khác nhau, chứ không thể chỉ có ở trong chùa không, chờ Phật tử tới thì không bao giờ làm đạo lớn được, mà phải đi. Điều thứ hai, về phương diện lịch sử đó, thì cái chiếc bát của Đức Phật đã tặng lại cho dân làng ở Kesariya, cho nên không có chuyện mà Đức Phật trao y bát cho Ngài Đại Ca Diếp ở núi Linh Thú. Vì những năm cuối Đức Phật không ở Linh Thú, năm cuối cùng là Đức Phật ở Vesali, rồi sau đó lên Kusinaga để nhập Niết Bàn. Và đang khi đó đó thì Ngài Maha Kassapa, tức là Đại Ca Diếp đó, đi hành đạo ở Monesa. Cho nên khi Đức Phật qua đời ở Kusinaga, chỗ mà hôm qua chúng ta đến đó, là phải chờ đến 7 ngày sau thì Ngài Ca Diếp mới đi về được, mới về tới được. Như vậy là trong suốt mấy năm cuối đời đó, Đức Phật không gặp được Ngài Ca Diếp và Ngài Ca Diếp cũng không gặp Đức Phật. Nên cái việc mà truyền y bát cho Ngài Ca Diếp để làm tổ, thứ nhất á, là chuyện đó là cái câu chuyện hư cấu do Phật giáo Trung Hoa dựng lên thôi, chứ nó không có trong lịch sử của Phật giáo Ấn Độ. Thì thầy nói thêm về chúng ta đi nghiên cứu lịch sử, tìm hiểu Đức Phật lịch sử, thì chúng ta phải cần biết rõ những vấn đề đó. Cái nào nó được biên tập về sau và cái nào là cái gốc. Thì như vậy thì cái câu chuyện mà Đức Phật niêm hoa vi tiếu ở trong Thiền Tông á, đó là cái câu chuyện nói về việc mà không dùng ngôn ngữ, rồi cái chứng nghiệm đó nó phải là chứng nghiệm từ tâm, rồi truyền cái đạo lý sâu sắc đó là từ tâm của người thầy sang tâm của học trò. Đó là cái câu chuyện thiền của Trung Hoa thôi. Còn đây là Đức Phật đã tặng chiếc bát đó. Còn cái y á, theo quy luật quy định là phải mang theo trong thân chứ không có tách rời khỏi thân. Cho nên không có chuyện mà Đức Phật tặng cái chiếc y của Ngài cho Ngài Ca Diếp, chuyện đó là không có. Do đó mình cần phải hiểu là cái chiếc bát cho là biểu tượng cao quý của Đức Phật đã tặng và đã được để trong cái bảo tháp này, cho đến bây giờ thì vẫn chưa khai quật ở vô cái vị trí chính giữa để lấy cái chiếc bát ra. Điều thứ ba đó là về mỹ thuật. Thì đây là cái tháp có mỹ thuật rất là đặc sắc, một trong những cái pháp đẹp nhất. Nhưng rất tiếc là cái phần mỹ thuật bằng đá ở phía bên ngoài của tháp là bị tàn phá, nên chúng ta không hình dung được hết. Còn những cái góc cạnh của nó để nó giúp cho chúng ta nhìn thấy được một cái mô hình mỹ thuật truyền thống của Phật giáo Ấn Độ cổ đại và trung đại. Và nó cũng trở thành là cái mô hình mà cần phải được bảo tồn như là một bản sắc văn hóa của Ấn Độ. Và bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ cùng đi xung quanh một vòng để mình thấy rõ hơn cái đồ hình mandala mà tháp này đang xây dựng trên cái cơ sở đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, bây giờ quý vị nhìn ở vị trí này đó thì quý vị sẽ thấy được cái đồ hình mandala của tháp với năm tầng. Thì mỗi một tầng á, cứ mỗi một cái góc cạnh là có một cái tượng Phật xúc địa, nhưng mà Hồi giáo nó tàn phá hết á. Ở mặt này là chúng ta nhìn thấy rõ nhất nè, rất là đẹp. Chiều cao nguyên thủy là 45m nha, chiều cao nguyên thủy 45m. Bây giờ chúng ta sẽ chụp tấm hình tập thể luôn cả hai xe về nha. Rồi mời quý vị vô hàng trước đi, rồi sau đó chúng ta chụp hình cá nhân.